Tiếp tục là thông tin dự báo thời tiết. Xin chào chị Hương Liên. Mọi người đang rất là quan tâm đến đợt rét đậm, rét hại lần này. Liệu sáng sớm mai tại miền Bắc thì nhiệt độ có dưới 10 độ C không ạ? Vâng anh Phúc, miền Bắc thì vẫn đang trong giai đoạn rét nhất của đợt này. Sáng sớm mai, nhiều nơi nhiệt độ vẫn có thể xuống dưới 10 độ C. Ngay tại thủ đô Hà Nội, dự báo từ giờ đến đêm nhiệt độ giảm xuống quanh mức là 10 độ C. Rét nhất là vào sáng sớm mai khi mà có mưa trở lại, nhiệt độ có thể hạ xuống 9 độ C. Nhiều tỉnh thành khác ở miền Bắc cũng rét dưới 10 độ C, có nơi chỉ từ 2 đến 5 độ, trời rét tê tái. Các bậc phụ huynh chú ý theo dõi bản tin cập nhật nhiệt độ lúc 6 giờ trên VTV1 để chủ động trong việc cho con em đến trường. Trái lại ở phía Nam, trời nắng nhiều. Phú Quốc là một trong những điểm đến hút khách với không khí dễ chịu, nhiệt độ 3 ngày tới không quá 32 độ C. Buổi tối chỉ 24-25 độ C, dịu mát để du khách vui chơi, chiêm ngưỡng show diễn Nụ Hôn Của Biển Cả, ra mắt vào tối thứ 6 tuần này với sự kết hợp lửa, nước, laser và màn trình diễn của 60 nghệ sĩ quốc tế cùng màn pháo hoa vô cùng rực rỡ. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh nóng hơn, ngày mai nhiệt độ cao 34 độ C, còn tối và đêm nay thì dễ chịu chỉ 24 độ C. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.